hưởng ứng các hoạt động của chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học, góp phần bảo vệ sức khỏe cho học sinh, thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Sáng ngày 29 tháng 4 năm 2014, đồng loạt các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện đã tổ chức ngày hội vệ sinh trường học. Trong ngày hội, các em được nghe tuyên truyền về ý nghĩa của việc vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường với nhiều hình thức đa dạng và phong phú như hái hoa dân chủ, cắt dán tranh về chủ đề môi trường, hùng biện, biểu diễn thời trang bằng các vật phẩm tái chế, phân loại rác thải, rửa tay bằng xà phòng, biểu diễn văn nghệ, thực hành dọn vệ sinh trong trường học, tại gia đình và cộng đồng. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục nâng cao ý thức, thay đổi hành vi của các em học sinh trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường theo tinh thần thông điệp. Hãy tự bảo vệ mình cũng chính là bảo vệ ngôi nhà chung của giáo dục, để cho ngôi nhà chung ấy luôn được thân thiện an toàn. Vì sức khỏe và vẻ đẹp của chúng ta, hãy làm tốt hơn nữa vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường trong trường học, gia đình và cộng đồng. Hãy giữ vệ sinh cá nhân, bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh trường học là bảo vệ chính mình.